Mai xin kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 chiều nay, thứ tư ngày 26 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2023, sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bắc Hồ và dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Dâng hương dâng hoa tại nhà lưu niệm Bắc Hồ và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu tâm nguyện cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Sáng nay, tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và trao giải cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, dự và chủ trì hội nghị. 5 năm qua, tỉnh Hưng Yên thực hiện đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các thông tin xấu độc, phát hiện xử lý trên 70 trường hợp vi phạm trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, xử phạt trên 425 triệu đồng. Cuộc thi viết chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thu hút được gần 1.000 bài dự thi, trong đó có nhiều bài thi chất lượng, có giá trị cả lý luận và thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Kết quả có 22 tác phẩm đạt giải ở hai loại hình bài viết báo và tạp chí, trong đó có 2 giải A. Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8 2023. Cùng với đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7 năm 2023 cho người hưởng tại kỳ chi trả tháng 8 năm 2023. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi đúng quy định. Làm tốt công tác huy động vốn, thực hiện nghiêm túc các quy định về lãi suất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Đó là chỉ đạo của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của ngành ngân hàng tỉnh diễn ra chiều qua 25 tháng 7. Theo báo cáo, đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 130.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động đạt trên 121.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm và tăng cao so với bình quân chung trên toàn quốc là 4,4%. Dư nợ xấu trên toàn địa bàn là 1.300 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,5% tổng dư nợ, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung trên toàn quốc là 3,65%. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Kế hoạch triển khai từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 và được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2023 sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, công an các đơn vị địa phương đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp được đầu tư nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm vừa đạt chứng nhận là khu du lịch tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương. Thông báo nêu rõ, sau quá trình khảo sát đánh giá hồ sơ về thành tích hoạt động, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO, góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia, xứng đáng được vinh danh ở hạng mục danh hiệu khu du lịch tiêu biểu châu Á Thái Bình Dương. Lễ biểu dương sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 8 sắp tới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Giao lưu Văn hóa và Kinh tế Việt Nam, Ấn Độ.
Khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay ngày 26 tháng 7, một tua bin của nhà máy điện gió trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Tuy nhiên, do vị trí cháy ở trên cao, đồng thời khu vực cháy đang có gió mạnh nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến trưa ngày 26 tháng 7, vụ cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sau thời gian trị bệnh, sáng nay nhạc sĩ Tôn Thất Lập, tác giả của ca khúc Hát cho dân tôi nghe, đã qua đời ở tuổi 81 tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, sinh năm 1942 tại Huế, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam. Ông đã để lại cho đời nhiều ca khúc được công chúng yêu thích, trong đó nổi bật là những tác phẩm về tình yêu quê hương đất nước như Tình ca mùa xuân, Tình ca tuổi trẻ, Chị An âm vang mùa xuân, Mưa thì thầm, Oản tù tì, Cô bé dễ thương, Tình yêu mãi mãi. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa nâng dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế toàn cầu và kỳ vọng tích cực trong việc cải thiện về tỷ lệ lạm phát. Trong báo cáo cập nhật mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới, IMF đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2023 lên mức 3%, từ mức 2,8% trong đánh giá vào tháng 4. Trong năm 2024, IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 3%. Về lạm phát, IMF cũng kỳ vọng một sự cải thiện so với năm ngoái. Lạm phát toàn cầu được dự đoán sẽ đạt mức 6,8% trong năm nay, giảm từ mức 8,7% vào năm 2022. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản được cho là sẽ giảm chậm hơn xuống 6% trong năm nay, từ mức 6,5% trong năm ngoái. IMF nhận định nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phục hồi sau đại dịch và ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine. Trong ngắn hạn, những dấu hiệu của sự tiến bộ là không thể phủ nhận, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức và còn quá sớm để ăn mừng. Cũng theo IMF, việc tạm ngừng thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen có thể khiến giá ngũ cốc toàn cầu tăng từ 10 đến 15%, song cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục đánh giá tình hình. IMF nhấn mạnh, thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen là công cụ rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung ngũ cốc dồi dào từ Ukraine, qua đó giảm bớt áp lực về giá lương thực. Do vậy, việc tạm ngừng thỏa thuận này sẽ gây áp lực tăng giá trên bình diện toàn cầu. Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vốn cho phép Ukraine xuất khẩu khoảng 33 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm bằng đường biển, là một yếu tố quan trọng với an ninh lương thực toàn cầu. Tuần trước, IMF từng cảnh báo việc tạm dừng thỏa thuận sẽ ảnh hưởng đến các khu vực phụ thuộc nhiều vào các chuyến hàng từ Ukraine, bao gồm Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á. Theo thông tin từ chính phủ Nhật Bản công bố sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, dân số Nhật Bản đã giảm năm thứ 14 liên tiếp và cũng là lần đầu tiên giảm ở tất cả 47 tỉnh của Nhật kể từ khi cuộc khảo sát được tiến hành vào năm 1968. Theo khảo sát của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, dân số Nhật Bản, bao gồm cả cư dân người nước ngoài, ở mức khoảng 125 triệu 417 nghìn người, giảm khoảng 511 nghìn người so với một năm trước đó. Số công dân Nhật Bản giảm năm thứ 14 liên tiếp vào năm 2022, với mức thấp kỷ lục là 772 nghìn ca sinh, có khoảng cách lớn so với mức cao kỷ lục 1,57 triệu ca tử vong. Số người Nhật Bản làm việc hoặc học tập ở nước ngoài là khoảng 7.000 người. Ban tổ chức Olympic và Paralympic Paris 2024 vừa công bố ngọn đuốc biểu tượng của Thế vận hội sớm một năm so với sự kiện. Ngọn đuốc Thế vận hội được thiết kế mô phỏng hình ảnh phản chiếu của tháp Eiffel trên mặt nước gợn sóng của sông Sen. Đơn vị thiết kế hy vọng ngọn đuốc sẽ truyền tải thông điệp hòa bình, bình đẳng thông qua sự kiện thể thao hàng đầu. Về chất liệu, ngọn đuốc này được làm bằng thép đánh bóng nhẹ, hàn tròn đối xứng hai bên từ trên xuống. Nửa dưới có hoa văn phù điêu sóng biển, tượng trưng cho dòng nước sông Sen. Theo dự kiến, ngọn đuốc sẽ được thắp sáng tại Thánh địa Olympia cổ đại của Hy Lạp, nơi khai sinh ra Thế vận hội vào ngày 16 tháng 4 năm 2024, đánh dấu thời điểm đếm ngược đến Thế vận hội mùa hè 2024, khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm sau. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.